Được xem là tàu khu trục tốt thứ hai thế giới, chiếc Tai-055 của Trung Quốc mạnh cỡ nào? Truyền thông Trung Quốc ca ngợi tàu Tai-055 của quân đội Bắc Kinh là tàu khu trục đứng thứ hai trên thế giới, xếp sau tàu USS Dungvan của Mỹ. Trang tin tức của Viện Hải quân Mỹ USNI News dẫn báo cáo của Lầu Năm Góc năm 2021 rằng Hải quân Trung Quốc sở hữu lượng tàu lớn nhất thế giới với 355 chiếc. Mỹ xếp thứ hai với 297 tàu, theo tờ Business Insider. Tàu Tai-055 là tàu khu trục lớn nhất của Hải quân Trung Quốc với độ choán nước lên đến 13.000 tấn. Đây là lý do vì sao truyền thông nước này ca ngợi Tai-055 là tàu khu trục mạnh thứ hai trên thế giới, xếp sau tàu khu trục USS Dungvan của Mỹ với độ choán nước 15.995 tấn. Tàu Tai-055 sử dụng 4 tuabin khí với tổng công suất đạt 150.000 mã lực. Tàu này có tốc độ bình thường là 56 km/h và có thể chở đến 300 thủy thủ. Trung Quốc bắt đầu đóng tàu Tai-055 vào năm 2014 và chiếc đầu tiên được đưa vào biên chế hồi năm 2020. Theo tờ South China Morning Post, Tai-055 là tàu chiến đa nhiệm, được trang bị vũ khí chống tên lửa, chống hạm và chống ngầm. Hải quân Trung Quốc hiện có 6 tàu Tai-055 và có kế hoạch mở rộng hạm đội lên thành 16 chiếc trong tương lai gần, theo Business Insider. Theo trang Specialized, chiếc đầu tiên tên là Nam Sương mang số hiệu 101 được hạ thủy vào tháng 6 năm 2017 và đi vào hoạt động vào tháng 1 năm 2020. Kể từ đó đến nay, quân đội Bắc Kinh đã đưa vào sử dụng thêm 5 chiếc, gồm Hasa 102, Anson 104, Votic 107, Đại Liên 105 và Diên An 106 phục vụ tại hạm đội Nam Hải và hạm đội Bắc Hải của nước này. Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời các chuyên gia quân sự Trung Quốc rằng tàu Tai-055 có thể đóng vai trò ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài trong trường hợp Bắc Kinh xảy ra xung đột quân sự với Đài Loan. Tàu Tai-055 rẻ hơn nhiều so với tàu USS Dungvan của Mỹ. Theo SCMP, mỗi chiếc Tai-055 có giá 6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 920 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, theo Business Insider, Hải quân Mỹ phải tốn đến khoảng 4,4 tỷ đô la Mỹ mới có thể sở hữu một chiếc USS Dungvan. Khác với tàu USS Dungvan của Mỹ tập trung vào nhiệm vụ tấn công mặt đất, Tai-055 được cho là tàu chiến đa nhiệm với những vũ khí phù hợp cho nhiệm vụ chống tên lửa, chống hạm, chống ngầm lẫn tấn công đổ bộ. Trong khi tàu Dungvan bị chê vì lỗi thiết kế khi gặp nhiều vấn đề về các thiết bị đi kèm, tàu Tai-055 được truyền thông Trung Quốc ca ngợi là chiến hạm có năng lực nhất thế giới với hỏa lực tầm xa của nó. Ngoài hệ thống pháo chính 130mm và pháo cận chiến 30mm có thể dùng để phòng không, tàu Tai-055 được trang bị đến 112 ống phóng tên lửa thẳng đứng, gồm 64 ống ở đầu tàu và 48 ống ở đuôi tàu. Các ống phóng này có khả năng phóng tên lửa đối không HHQ-9, các tên lửa chống hạm IG-18, tên lửa tấn công trên bộ CJ-10. Bên cạnh đó, tàu có hai dàn phóng ngư lôi mỗi dàn 3 ống, để phóng ngư lôi IU-7, kèm theo một dàn phóng tên lửa phòng không tầm gần HHQ-10 với 24 ống phóng. Phần đuôi tàu có bãi đáp trực thăng và nhà chứa đủ chỗ cho hai trực thăng cỡ trung Z-9 hoặc Z-18. Ngoài ra, Hải quân Trung Quốc hồi tháng 4 công bố đoạn video và thông báo tàu Tai-055 UC đã phóng thử thành công tên lửa bội siêu thanh mới YJ-21. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, trụ sở tại Anh trong báo cáo hồi năm 2020 nói rằng tàu Tai-055 là bước thay đổi vượt bậc về năng lực của Hải quân Trung Quốc trong việc thực hiện các đợt triển khai xa, độc lập hoặc các chiến dịch nhóm chiến thuật. Tàu khu trục Tai-055 Nam Sương của Hải quân Trung Quốc được cho là tàu khu trục tên lửa lớn thứ hai trên thế giới, với sức mạnh tấn công đáng gờm. Theo The Drive, nhân dịp kỷ niệm thành lập quân đội Trung Quốc PLA, Hải quân nước này đã công bố những hình ảnh chi tiết về tàu khu trục Tai-055 Nam Sương tới công chúng. Đây là lần đầu tiên những hình ảnh khai hỏa của tàu khu trục tên lửa khủng nhất châu Á được phát sóng rộng rãi, Nam Sương cũng được cho là sẽ xuất hiện trong những cuộc tập trận bắn đạn thật tại eo biển Đài Loan, Trung Quốc. Nam Sương là tàu khu trục lớp 055 đầu tiên của Hải quân Trung Quốc, với lượng choán nước 13.000 tấn, dài 180m, rộng 22m. Đây là tàu khu trục lớn nhất châu Á. Trên thế giới, Nam Sương cũng chỉ chịu thua các tàu khu trục lớp Dungvan của Mỹ với lượng choán nước 15.000 tấn. Dù sở hữu kích thước lớn, nhưng nhờ 4 động cơ CGT-25M, Nam Sương có thể di chuyển với vận tốc tối đa 55,6 km/h. Về khả năng tấn công, Nam Sương được trang bị một kho vũ khí đồ sộ gồm một hạm pháo 130mm, một hệ thống pháo cận phòng HPJ-11 30mm 11 nòng, 112 ống phóng tên lửa thẳng đứng, 24 tên lửa phòng không tầm gần Hong Chi-10A, một dàn pháo phản lực 24 nòng, hai trực thăng chống ngầm ZS-20. Trên thực tế, các ống phóng tên lửa của Nam Sương cũng có thể phóng một số tên lửa nguy hiểm nhất của Glenn, gồm tên lửa chống hạm tầm xa YJ-18, tên lửa hành trình CJ-10 và tên lửa phòng không HHQ-9. Bên cạnh hỏa lực khủng, Nam Sương cũng được trang bị hệ thống radar quét mảng điện tử chủ động AESA, loại 346, tương đồng với radar của hệ thống phòng thủ Aegis của Mỹ. Radar trên trục hạm này được cho là có thể phát hiện các máy bay tàng hình hiện đại như F-35. Hiện tại, nhiệm vụ chủ yếu của tàu khu trục Nam Sương là hỗ trợ nhóm tác chiến tàu sân bay Liaoning. Sự xuất hiện của một khu trục hiện đại hàng đầu châu Á không chỉ giúp Hải quân Trung Quốc tăng cường khả năng bảo vệ cho tàu sân bay, mà còn củng cố năng lực tấn công từ xa cũng như tác chiến trên biển lên một bước mới.
Bên cạnh Nam Sương, Hải quân Trung Quốc còn có các trục hạm Tai 055 khác đã vào biên chế là Hasa, Đại Liên và Diên An. Ngoài ra, các tàu lớp Tai 055 được cho là sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2023 là An Sơn, Tuần Nghĩa, Vô Tích và Hàm Dương. Hai khu trục hạm lớp Tai 055 mới được biên chế vào Hải quân Trung Quốc và tham gia diễn tập ban đêm trên biển. An Sơn và Vô Tích, hai khu trục hạm lớp Tai 055 mới nhất của Hải quân Trung Quốc, gần đây tham gia cuộc diễn tập bắn đạn thật ban đêm và tìm kiếm cứu nạn với khu trục hạm Hasa cùng lớp. Kênh CCTV của Trung Quốc đưa tin ngày 21 tháng 4 năm 2023. CCTV không đưa tin vị trí diễn tập của nhóm khu trục hạm Tai 055, song ảnh trên mạng xã hội cho thấy các chiến hạm này di chuyển ở Hoàng Hải hồi tuần trước. Sau khi biên chế tàu An Sơn và Vô Tích, Hải quân Trung Quốc sở hữu tổng cộng 5 khu trục hạm lớp Tai 055 chỉ trong vòng 2 năm. Chao Sugan, hạm trưởng khu trục hạm Vô Tích, cho biết thủy thủ đoàn được đánh giá trong cả quá trình hoạt động ngày đêm trên biển. Đợt đánh giá bắt đầu từ khi con tàu khởi hành cho tới lúc cập cảng. Các chiến hạm Tai 055 được thiết kế để tham gia nhóm hộ tống tàu sân bay lớp Tai 002 do Trung Quốc phát triển. Khu trục hạm Tai 055 có thể phóng tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không và ngư lôi chống ngầm. Truyền thông Trung Quốc tháng 7 năm 2020 đưa tin một số chiến hạm nước này được trang bị máy phát điện tăng áp tiên tiến với công suất 20 MW, có thể vận hành các khí tài tiêu tốn nhiều năng lượng như vũ khí laser và pháo điện tử. Một nguồn tin quân sự thân cận với Hải quân Trung Quốc cho biết các chiến hạm được trang bị máy phát điện công suất cao gồm khu trục hạm Tai 055 thứ 8 và một số chiến hạm cùng lớp. Thiết bị mới sẽ tăng 4 lần khả năng phát điện trên chiến hạm và có thể giúp chiến hạm sử dụng hệ thống động cơ hoàn toàn bằng điện. Mỹ bị nghi bắt chước thiết kế khu trục hạm Trung Quốc. Mỹ công bố thiết kế chiến hạm DDG-X tương lai, nhưng bị cho là bắt chước vì có nhiều điểm giống khu trục hạm Tai 055 Trung Quốc. Khu trục hạm thế hệ mới DDG-X được Mỹ phát triển nhằm thay thế 22 tuần dương hạm lớp Ticonderoga và các biến thể cũ hơn của khu trục hạm lớp Arleigh. Theo phác thảo được Hải quân Mỹ công bố tuần trước, khu trục hạm DDG-X sẽ có thiết kế tàng hình và sử dụng động cơ đẩy chạy điện tích hợp IEP được trang bị cho lớp Zumwalt. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự nhanh chóng nhận ra rằng thiết kế của DDG-X mang nhiều điểm tương đồng khu trục hạm Tai 055 của Hải quân Trung Quốc. Khu trục hạm này có kiến trúc thượng tầng cùng đài chỉ huy hình khối góc cạnh nhằm giảm tiết diện radar và hồng ngoại, gần giống chiến hạm lớp Tai 55 của Trung Quốc. Hai chiến hạm đều có ống khói thấp đặt sau đài chỉ huy và khoang chứa máy bay nằm tách biệt về phía đuôi tàu. Khu vực chống giữa khoang chứa máy bay và đài chỉ huy được cho là nơi bố trí ống phóng thẳng đứng. Phía trước đài chỉ huy của DDG-X gắn một hải pháo, tiếp đến là khu vực đặt cụm ống phóng thẳng đứng và một mô đun vũ khí ngay trước buồng chỉ huy. Khu trục hạm Tai 55 đặt hải pháo gần mũi tàu hơn, tiếp đến là cụm ống phóng và tổ hợp phòng thủ tầm cực gần trước buồng chỉ huy. DDG-X dự kiến được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/SPY-6 AESA, mang theo cụm 32 ống phóng thẳng đứng MK-41 hoặc cụm 12 ống phóng tên lửa siêu vượt âm với kích thước lớn hơn, ngoài ra có thể được lắp vũ khí laser. Tai 055 có lượng giãn nước 12.000 đến 13.000 tấn, được trang bị radar Tai 346 BAESA tương tự AN/SPY-6 của Mỹ. Một số chuyên gia khác cho rằng khu trục hạm Tai 055 của Trung Quốc và DDG-X của Mỹ tương đồng về thiết kế, có thể do hai bên cùng có nhu cầu về năng lực tác chiến, nên phát triển dạng chiến hạm gần giống nhau. Các yêu cầu này gồm phòng không hạm đội, tác chiến mặt nước, chỉ huy và kiểm soát trên biển đòi hỏi một chiến hạm mặt nước cỡ lớn, mang vũ khí mạnh và có khả năng đảm nhận vai trò soái hạm. Hải quân Mỹ chưa bình luận về những nhận định trên. Trong quá khứ, Mỹ từng chọn và tìm cách sở hữu thiết kế của nước ngoài để phát triển vũ khí, một trong số đó là công nghệ cất hạ cánh thẳng đứng VTOL trên F-35B, vốn kế thừa và phát triển từ công nghệ của tiêm kích Yak-38 và Yak-141 của Liên Xô. Hai mẫu tiêm kích Yak-38 và Yak-141 gặp nhiều vấn đề kỹ thuật do công nghệ VTOL chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, Liên Xô tan rã khiến hãng Yakovlev phá sản và Nga không đủ nguồn lực để tiếp tục hoàn thiện công nghệ. Lockheed Martin năm 1991 ký thỏa thuận với Yakovlev, theo đó hãng vũ khí Mỹ tài trợ phát triển nguyên mẫu Yak-141 để đổi lấy dữ liệu hạn chế về thiết kế và báo cáo bay thử nghiệm. Thỏa thuận này được tiết lộ năm 1995. Lockheed Martin không quan tâm tới phát triển thêm Yak-141, thay vào đó sử dụng thiết kế động cơ vòi xoay và dữ liệu bay thử nghiệm của mẫu tiêm kích này để phát triển F-35B.